Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa phần mềm giải lập điện thoại LD Player trên máy tính Để xóa phần mềm LD Player trên máy tính thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Bước đầu tiên đó, chúng ta sẽ ra màn hình để có của máy tính Tiếp theo chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm Và các bạn lưu ý nha Đối với Win 11 á ô tìm kiếm nó sẽ nằm ở vị trí này Còn nếu như các bạn chúng ta sử dụng Win 10 á thì ô tìm kiếm nó sẽ nằm ở vị trí góc dưới bên tay trái á các bạn chọn vào còn nếu mà các bạn chúng ta sử dụng win 7 á thì ô tìm kiếm á nó sẽ nằm trong nút Start. các bạn bấm vào nút Start này thì lúc này á nó sẽ xuất hiện thanh tìm kiếm tiếp theo các bạn chúng ta sẽ nhập nội dung mà chúng ta muốn tìm kiếm rồi ở đây á tôi đang sử dụng là windows 11 nên tôi sẽ vào ô tìm kiếm ở đây rồi sau khi tôi đã vào ô tìm kiếm rồi á tiếp theo ở đây tôi sẽ nhập từ khóa là control rồi khi tôi nhập từ khóa là control đó. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện là control panel. Bây giờ tôi sẽ mở control panel lên. Thì lúc này á. Một cửa sổ là control panel. Nó sẽ mở lên. Tiếp theo ở cái mục là view á. Các bạn chúng ta sẽ chọn về tự chọn. Đó là category. Sau đó ở đây. Các bạn chúng ta sẽ chọn vào program. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào program and future. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện toàn bộ các phần mềm mà các bạn chúng ta đã cài vào trong máy tính. Đó, đây là danh sách các phần mềm mà tôi đã cài vào máy tính. Rồi, để xóa phần mềm LD Player thì chúng ta sẽ có ba cách sau đây. Cách đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào phần mềm LD Player. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào Anista. Đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào phần mềm LD Player. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào Anista. Và cách thứ ba các bạn chúng ta sẽ nhấn đúp chuột vào phần mềm LD Player. Đó, giả sử như đây. Tôi muốn là xóa phần mềm LD Player. Thì ở đây á, tôi sẽ nhấn đúp chuột vào. Sau đó tôi sẽ chọn vào Z. Yes. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện một cửa sổ. Nó yêu cầu là cỡ ơn bạn đã sử dụng trình giải lập LD Player để cải thiện sản phẩm tốt hơn. Vui lòng điền vào lý do mà bạn đã gỡ phần mềm. Đó nếu mà các bạn chúng ta muốn là điền lý do thì các bạn chúng ta chọn vào nha. Còn ở đây tôi không muốn là điền lý do nên tôi sẽ chọn vào gỡ bỏ luôn. Thì lúc này á nó sẽ gỡ bỏ phần mềm là LD Player. Đó chúng ta đợi khoảng vài giây để cho nó gỡ. Ở lúc này nó đã thông báo là đã gỡ cài đặt 100%. Bây giờ tôi sẽ đóng cái thông báo nó lại. Rồi, ở đây nó vẫn còn. Đó như vậy là nó đã biến mất rồi. Thì trong danh sách này nó không còn LDPlayer nữa chứng tỏ là tôi đã xóa thành công đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách xóa phần mềm giả lập điện thoại LDPlayer trên máy tính nếu thấy video hay rồi đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn đã theo dõi.